Vâng, và đây là khoang máy của mẫu xe Toyota Camry NE đây các bác xem ạ. Đấy, con này thì 2007, máy zin. Và con này nó là bản nhập Úc form LE đây các bác nhìn đây ạ. Với cái cửa tiền bây giờ loanh quanh hơn 300 triệu thì nếu mà theo em nghĩ, nếu bác nào mua về đi gia đình thì có thể chọn cái mẫu xe Camry nhập khẩu này thì chạy cực kỳ tuyệt vời luôn. Đời 2007, máy móc còn zin nguyên bản luôn các bác nhé. Và bao cho các bác là xe rất là đẹp. Đây, về phần nội thất nữa các bác xem này. Với những cái còng dòng Camry đấy thì các bác nào đã từng chơi Camry thì biết đấy, đòi hỏi cái độ nguyên bản cao. Như con Camry này thì chủ xe độ lên mỗi màn hình thôi. Cái này thực ra nó phục vụ thực tế nhất cho cái công việc cũng như là cái độ giải trí của các bác. Đấy, về nội thất thì các bác xem đây. Nội thất của con Camry này rất là đẹp. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc về. Và cái dòng form nhập này thì nó rất là đẹp các bác nhé. Nó khác form Việt rất là nhiều. Đấy, cửa gió điều hòa phía sau. Dòng Camry thì nó có hai bản nhập khẩu, thì nó có hai bản, một bản 2.4 có cửa sổ trời và một bản không có cửa sổ trời, cũng như là không có cửa gió điều hòa sau. Con này nó là bản đủ, có cả cửa gió điều hòa sau cũng như là có cả cửa sổ trời đầy đủ hết. Đây, phần đuôi của xe các bác nhìn ạ. Con này nó là bản GLX nhập khẩu nguyên chiếc, nó là nhập Úc nha các bác nhá. Đấy, form nó rất là đẹp. Và biển số của nó thì cũng là biển 30G808585, biển cũng là đẹp rồi. Đấy, với cái tài chính hơn 300 triệu nếu mà các bác mua cái dòng Camry này về thì theo em nghĩ là nó cực kỳ ổn định về chất lượng cũng như là form dáng. Và chạy dòng này thì các bác biết là nó chả có gì để hỏng cả. Riêng Camry thì gần như là chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, không có gì lăn tăn về cái chất lượng của xe đâu. Đây, con Camry em quay cho các bác này, nó cực kỳ đẹp luôn. Phải nhấn mạnh với các bác, buôn Camry Mỹ đã rất là nhiều rồi, nhưng mà con Camry này thì em đánh giá là một con mẫu xe xuất sắc luôn. Các bác mua về hoàn toàn là chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả. Đấy, ghế điện, nội thất cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bao cho các bác check test toàn quốc về cái chất lượng của xe, cam kết cho các bác về là xe không đâm va, máy móc zin. Đấy, nội thất nguyên bản. Về sẵn sử dụng, không phải bỏ ra 1.000 nào về vấn đề là bảo dưỡng hay bảo trì nữa cả. Các bác nếu mà cẩn thận chỉ việc đổ dầu mỡ hay là thay dầu, thay lọc nhớt là các bác có thể chạy được. Hoặc là bên em có thể bao cho các bác là thay dầu, thay lọc dầu để đầy đủ, các bác mua về là chỉ việc vận hành thôi. Đấy, vì vậy là các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Camry nhập khẩu nguyên chiếc đời 2007 mà bên em đang bán với giá cực kỳ hợp lý, chỉ có hơn 300 triệu một chút thôi, thì các bác đã mua được một cái mẫu Camry rất là đẹp rồi. Và là các bác có thể đến trực tiếp salon để xem xe cũng như là chạy thử xe các bác nhé.